Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 18 tây tháng 7. Thì hôm nay mình cập nhật video sớm nha. Tại buổi chiều mình có công việc á, mình không có cập nhật buổi chiều được. Buổi chiều mắc bận rồi, nên mình cập nhật cái video này sớm, sớm hơn thường lệ nha. Thường lệ thì mình cập nhật giá nó rơi vào tầm khoảng từ 11 giờ 30 phút tới 4 giờ chiều, thì ở cái thời gian đó là mình thường xuyên đăng video lên. Thì giá lông ruột trắng Bình Thuận hôm nay nó nằm giá là hàng đẹp, nằm giá từ 14 đến 16 ngàn. Hàng sàn nằm giá từ 12 đến 14 ngàn. Hàng dạt nằm giá từ 5 đến 7 ngàn. Đó là giá lông ruột trắng Bình Thuận nha. Còn giá lông ruột trắng miền Tây á, nó cũng ngang ngang với giá lông ruột trắng Bình Thuận. Hàng đẹp ở miền Tây á, nó rơi vào tầm khoảng 14 đến 16 ngàn. Hàng sàn á, nằm giá từ 12 đến 14 ngàn. Hàng dạt nằm giá từ 5 đến 7 ngàn. Đó là ruột trắng miền Tây nha. Còn giá lông ruột đỏ hôm nay á, thì loại 1 21 ngàn, loại 2 16 ngàn, loại 3 11 ngàn, loại 4 6 ngàn, hàng ngang trộn 6 ngàn. Thì nó so với ngày hôm qua thì nó cũng không có thay đổi gì. Hôm qua nó nhích lên 1 ngàn nha, từ 20 lên tới 21. Hôm nay nó giá lông ruột đỏ hôm nay nó đứng giá. Thì mình cố gắng mình theo sát giá lông để mình cập nhật gửi đến cho bà con và các bạn mình nắm bắt được cái giá tốt nhất để bà bán thanh lông nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá lông đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con và các bạn, gặp lại ở video sau nha.